Hơn một năm trước, một cô gái đã dành được một voucher nghỉ dưỡng một tuần cho hai người tại một khách sạn trong dãy Amber. Và vì không may dính chấn thương dây chằng đầu gối, cô đã không thể sử dụng voucher đúng thời điểm. Và ngay khi đó, cô ấy có gửi email tới khách sạn Paparahoff để giải thích tình hình và hỏi liệu có thể sử dụng voucher sau ngày hết hạn được không. Và thật may là khách sạn đã phản hồi lại rằng cô được chào đón bất cứ thời điểm nào cô muốn. Và nhanh chóng thu xếp công việc để lên đường. Trước đó, cô gái đã gửi email thông báo rằng mình sẽ đến vào khoảng nửa đêm. Và khi đặt chân tới khách sạn đã là 2 giờ sáng, cô gái đinh ninh rằng phải có một ai đó ở bàn lễ tân đón mình. Vì vậy, khi thấy khách sạn khá tối và yên tĩnh, cô chợt rùng mình lo lắng. Bây giờ là nửa đêm và mọi nhà đều đóng cửa trong khi ngoài trời rất rất lạnh. Và sau đó, đột nhiên cô ấy thấy bên cạnh cửa sổ có một phong bì được ghim vào tường. Và nhìn nhìn hơn là chữ Miss Bolat trên đó và mở trong hoài nghi, nhưng cuối cùng cô lại rất ngạc nhiên khi thấy trong đó là chìa khóa phòng cùng lá thư từ bạn lễ tân thông báo về việc check in vào sáng hôm sau. Và sau đó cô cũng lại ngạc nhiên khi biết rằng là bộ phận lễ tân đã không nhận được email bởi cô đã gửi sai địa chỉ. Và vì thời gian làm việc chỉ từ 8 giờ đến 8 giờ tối và không biết chính xác lúc nào cô đến, họ đã quyết định bỏ chìa khóa phòng vào phong bì và ghim lên tường, hy vọng rằng cô sẽ tìm thấy nó. Và từ cái câu chuyện này là chúng ta có thể thấy rằng là khách sạn đã có một cái dịch vụ rất là chu đáo, không những là thông cảm cho những cái vấn đề của khách hàng mà còn xem khách hàng như là một người thân, mà chăm sóc cái dịch vụ rất là tận tình.